chiều mới đi xem Nissan Kicks với lại Nissan Amara. Phải nói rằng xe Nissan dàn đồng dày dặn hơn nhiều, mà đồ của nó những cái chi tiết nhỏ nhỏ thấy nó hơn Mitsubishi với Toyota. Ví dụ như này, cái khoảng cách mà chỉnh vô lăng bốn hướng này nè. Đó, thì trong này nè, nó nhét luôn cả cái miếng nỉ cách âm vô đây luôn. Đó. Anh Mitsubishi là không có nè. Đó, anh Mitsubishi cũng có nè. Xe này Xpander bản giữa đời 2022 số tự động nè. Anh Mitsubishi cũng có, Nissan có luôn. Cái con sedan của nó là đã có rồi. Kiến là cách âm ba lớp cách âm. Để em thuê con Nissan lên đi thử. Nissan 4 chỗ, 5 ấy con 5 chỗ. Còn con Nissan Kicks là còn dày dặn nhiều hơn, chi tiết xịn sò hơn nữa.